Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì Nhạc cụ Hà Nội sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cây đàn piano Yamaha IDP-141. Và cái cách hướng dẫn này nó cũng tương tự áp dụng cho cây đàn Yamaha IDP-161 các bạn nhé. Thì các bạn cũng biết thì dòng Yamaha IDP nó là một cái dòng đàn mà có cái thiết kế nó rất là nhỏ gọn. Cho nên là các cái phím ở trên cây đàn là chủ yếu chúng ta sẽ sử dụng các cái phím tắt. Đó, ở các cái phím điều khiển của cây đàn này sẽ bố trí ở bên phía tay trái và nó cũng có ít nút điều khiển thôi. Nó sẽ rút gọn và tiết kiệm không gian. Một cây đàn có một cái thiết kế rất là nhỏ gọn. Đấy, thì khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta có một cái nút bật tắt nguồn ở đây. Đấy, chúng ta sẽ bật tắt nguồn lên. Đó. Ngoài ra ấy, thì để sử dụng được cây đàn này tốt hơn thì các bạn có thể lên Google nhé. Các bạn tìm cho mình cái file. Đó, các bạn search là Yamaha IDP-141 hoặc là IDP-161. Đó, cái file là Quick Operation Guide. Đấy, thì nó sẽ là bảng hiển thị các cái phím tắt để chúng ta dễ sử dụng hơn các bạn nhé. Đó, thì ở đây á, mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về các cái chức năng ở trên cây đàn này để các bạn có thể sử dụng. Đó, khi mà chúng ta bật đàn lên này, đó, thì cái đàn nó sẽ sáng nguồn như thế này. Đó, chúng ta có thể chơi được ngay. Đó. Tiếp theo thì ở đây chúng ta sẽ có một cái nút núm vặn để điều chỉnh âm lượng to nhỏ này. Đấy. Chúng ta sẽ có những cái nút phím cứng. Ở đây là nút demo song, là phần nút demo hoặc là mở cái bài hát. Đó. Nút piano hoặc là nút voice thì nó sẽ là cái nút để chúng ta chọn tiếng nhé. Cái nút metronome này nó sẽ là cái nút để chúng ta bấm để gõ nhịp. Đó. Khi mà chúng ta gõ nhịp thì chúng ta có thể bấm dấu cộng dấu trừ ở đây để chúng ta có thể là tăng nhịp nó nhanh hơn. Đó. Nhịp nó sẽ chạy nhanh hơn, hoặc là bấm dấu trừ ở đây để nhịp nó chậm hơn. Đó. Và nếu như chúng ta muốn tắt cái gõ nhịp này đi thì chúng ta bấm nút metronome một lần nữa thì nó sẽ là tắt gõ nhịp. Tiếp theo ở phía dưới này chúng ta có một cái nút record này. Nút record này khi mà chúng ta bấm thì nó sẽ đưa đàn về cái chế độ record, tức là ghi lại một đoạn nhạc mà chúng ta chơi. Chúng ta chơi xong thì chúng ta có thể bấm nút play ở bên dưới này để chúng ta nghe lại nhé. Ngoài ra thì ở trên cây đàn này nó vẫn còn nhiều chức năng khác nữa. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách sử dụng phím tắt ở trên cây đàn này. Khi mà các bạn tải về cái file Quick Operation Guide của cây đàn Yamaha IDP-141 hoặc là cây đàn Yamaha IDP-161 thì nó sẽ có cái bảng phím tắt giống như này. Chúng ta sẽ có hai trang nhé. Trang đây là từng bước này, số 1, số 2 và cái trang thứ hai là sẽ là số 3, số 4, số 5 nhé. Đó, thì mình sẽ giới thiệu qua các cái chức năng cơ bản. Đó, thì về cách sử dụng thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn sẽ bấm một cái nút phím cứng ở trên đây, ví dụ như bước số 1 này, chúng ta nó sẽ là cái phần chọn demo song, tức là chúng ta có thể nghe những cái bản nhạc demo hoặc là những cái bài hát được lưu sẵn ở trên cây đàn này. Đó, như các bạn có thể nhìn thấy ở đây này, chúng ta sẽ có tất cả là 10 cái nhạc demo, đúng không? Tức là demo các cái âm thanh, các cái tiếng đàn. Đó, và chúng ta sẽ có tổng cộng là khoảng 50 bài. 50 bài hát được lưu sẵn ở trong cây đàn này để các bạn có thể nghe. Đó, thì các bạn muốn nghe tiếng demo nào thì các bạn sẽ bấm nút demo. Các bạn bấm giữ nút demo song này, đây. Nút demo song ở đây nhá, các bạn bấm giữ này. Sau đó thì các bạn kết hợp với một cái nốt nhạc ở trên bàn phím. Đó, ví dụ như là nốt đồ chẳng hạn. Đó, nốt đồ thì nó sẽ là demo của cái tiếng piano. Đây, các bạn bấm nút đồ đây này, đấy. Các bạn bấm giữ nốt demo song, sau đó thì các bạn bấm nốt đồ ở đây thì nó sẽ là demo. Đó. Ngoài ra thì các bạn muốn nghe bài hát nào, đây các bạn sẽ có bài hát từ bài hát số 1 này cho đến bài hát số 50 ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ muốn nghe bài nào thì các bạn chỉ cần bấm cái nốt tương ứng. Đó. Các bạn bấm giữ nốt demo song nhé, sau đó là các bạn bấm một cái nốt nhạc nào đó thì nó sẽ chạy cái bài hát đấy cho các bạn. Và tương tự như vậy các bạn cũng có thể chọn tiếng. Ở đây chúng ta sẽ có cái nút phím tắt là nút piano voice. Cái nút piano voice này nó sẽ là cái nút mà ngay ở bên dưới của cái nút demo song ở đây nhé. Đó, các bạn sẽ bấm giữ, lưu ý là các bạn bấm giữ nút piano voice, sau đó các bạn bấm một cái nốt nhạc ở trên đây thì nó sẽ là các cái chức năng chọn tiếng. Đầu tiên nếu mà các bạn bấm giữ nút piano voice và nốt đô ở đây, tức là cái nốt đô ở quãng thứ hai, đó thì nó sẽ là cái tiếng chọn tiếng piano. Đây, trên cái đàn IDP-141 thì nó sẽ là tiếng grand piano 1 nhé. Đó, tương tự như vậy, ví dụ như là bấm nút la ở đây đấy thì nó sẽ là tiếng số 10. Tiếng số 10 ở trên cây đàn IDP-161 thì nó sẽ là tiếng đàn string. Đấy. Còn nếu như ở trên cây đàn IDP-141 thì chúng ta sẽ có tất cả là piano 1, piano 2, electric piano hoặc là church organ, string, vân vân.
Đấy thì đây là những cái tiếng để các bạn chọn nhé. Ngoài ra thì nó sẽ có cái nút để chúng ta cài đặt cái reverb. Reverb là cái chức năng vang. Đó, nếu như các bạn muốn chơi nó vang ít thôi thì các bạn sẽ chọn là room. Đấy, các bạn muốn nó vang nhiều hơn thì các bạn có thể là chọn state. Đấy, bằng cách là bấm giữ nút piano này, sau đó các bạn bấm nút re thăng. Đấy, thì nó sẽ là điều chỉnh cái hiệu ứng state thì nó sẽ vang hơn. Đấy, còn nếu các bạn không muốn nó vang thì các bạn có thể bấm off để tắt nó đi nhé. Tương tự như vậy thì nó sẽ có những cái hiệu ứng, ví dụ như damper resonance, damper này thì nó là cái hiệu ứng để như kiểu là hiệu ứng tạo cái tiếng gõ bàn pedal ấy, đó thì nó để nghe nó tự nhiên ấy. Đấy, nhưng mà cái chức năng này thì thực ra cũng không quan trọng lắm đâu. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có cái phần điều chỉnh cái reverb, tức là cái độ sâu. Đấy, các bạn muốn điều chỉnh nó càng tiếng nó sâu hơn nữa thì các bạn có thể điều chỉnh ở các cái mức độ từ 0 cho đến 19 ở đây nhé. Đó, thì đấy là tùy sở thích của các bạn có thể điều chỉnh âm thanh. Đó, còn ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phần như là dual setting, tức là cái phần mà chúng ta có thể mở hai cái tiếng ghép lại với nhau ấy. Đó, thì các bạn sẽ bấm, ví dụ như các bạn muốn ghép tiếng piano này, tiếng piano và tiếng string với nhau chẳng hạn này, thì các bạn chỉ cần bấm giữ nút piano voice và bấm đồng thời tiếng nốt đô này và cái nốt số 6 ở đây là cái nốt pha ở đây. Đó, thì các bạn bấm đồng thời nốt đô và nốt pha thì nó sẽ ghép hai tiếng là tiếng piano 1 và tiếng string nó ghép với nhau. Đó, lúc này khi mà chúng ta chơi ấy thì là các bạn bấm nốt nhạc thì nó sẽ phát đồng thời cả hai tiếng một lúc nhá. Đó, thì cái dual setting này thì nó chính là cái phần cài đặt để chúng ta chỉnh cái âm lượng của cái phần tiếng số 2, tức là cái tiếng mà chúng ta ghép với cái tiếng số 1. Đó, thì nó sẽ điều chỉnh làm để các bạn có thể điều chỉnh xem là cái tiếng nào nó to hơn, tiếng nào nó nhỏ hơn để các bạn chơi nhé. Đó, ngoài ra thì chúng ta cũng có cả cái phần cài đặt về độ nhạy của cái cảm ứng lực nhé. Các bạn cũng biết rồi, trên đàn piano các bạn gõ nhẹ này, gõ nhẹ thì nó kêu bé, gõ mạnh thì nó kêu to. Đấy, thì các bạn có thể điều chỉnh cái độ nhạy của cái cảm ứng lực bằng các cái nút điều chỉnh Talk Sensitivity, Talk Sensitivity ở đây. Đấy. Ngoài ra thì ở cái trang số 2 này thì nó sẽ cho chúng ta những cái cài đặt về metronome. Metronome như các bạn cũng biết là lúc nãy thì mình cũng có giới thiệu là cái metronome này nó sẽ là cái chức năng gõ nhịp. Đó, thì khi mà các bạn gõ nhịp ấy thì nó cũng có, các bạn có thể cài đặt cái gõ nhịp này bằng cách là bấm giữ nốt metronome và bấm những cái nốt nhạc tương ứng nhé ở trên bàn phím. Thì ở đây nó sẽ là các cái mức đấy, từ 1 đến 20 này nó sẽ là các cái mức nhanh chậm của tức là nó giống như kiểu là các cái mức của cái nhịp nó nhanh hay chậm ấy, thì các bạn có thể bấm nhanh vào cái phần đấy, hoặc là các bạn có thể điều chỉnh, tức là chọn cái phần nhịp như là nhịp 2-4 này, nhịp 3-4 này, nhịp 4-4, nhịp 5-4, nhịp 6-4. Đó, thì tức là khi mà các bạn chọn 2-4 chẳng hạn thì cứ hai nhịp thì nó sẽ có một tiếng chuông. Đó, thì đấy chính là cái phần cài đặt cái nhịp. Đó, còn nếu như các bạn không muốn nghe cái tiếng chuông ấy thì các bạn có thể chọn là no downbeat, tức là nó sẽ không có cái tiếng chuông nữa. Đấy, còn nếu các bạn mà muốn có tiếng chuông để phân biệt được là cái nhịp 2-4, nhịp 3-4, nhịp 4-4 thì các bạn sẽ bấm vào những cái nốt nhạc tương ứng ở đây nhé. Đó, tương tự như vậy thì đối với cái phần metronome ở đây cũng vậy này. Đây, tempo này. Đấy, thì nó sẽ là các cái preset được lưu sẵn. Thì chức năng này thôi, các bạn cũng sẽ không dùng nhiều lắm. Đó, chủ yếu ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh cái âm lượng của gõ nhịp này cho tiếng to hay nhỏ, hoặc là các bạn có thể chỉnh nhịp 3-4, nhịp 4-4 là theo cái bài hát của các bạn. Đấy, thì các bạn sẽ sử dụng nhiều hơn. Ngoài ra thì chúng ta còn một vài các cái chức năng khác các bạn có thể quan tâm. Ví dụ như là chúng ta bấm giữ đồng thời nút demo song, nút piano, voice. Đó, thì các bạn bấm giữ hai nốt ở đây nhé. Bấm giữ hai nốt ở đây thì nó sẽ là cái nút function. Đây, các bạn nhìn thấy nút function. Thì các bạn bấm giữ đồng thời hai nốt này và bấm với một nốt nhạc tương ứng ở trên cái bảng hiển thị này thì nó sẽ cho ra các cái chức năng khác. Những cái chức năng như là MIDI transmit channel này thì các bạn cũng không dùng nhiều đâu. Chỉ có những ai mà kết nối MIDI với máy tính ấy thì mới sử dụng đến chức năng này thôi. Còn các bạn có thể nâng tông, hạ tông, tức là chức năng transpose ấy. Đó, thì nó sẽ là chức năng nâng tông, hạ tông, thì các bạn có thể vào cái phần này. Đó, ngoài ra thì nó có một vài cái phần cài đặt khác nữa thì cũng gần như là chúng ta cũng không sử dụng lắm. Đó, tiếp theo thì đây chính là cái phần mà để các bạn có thể tuning tiếng này, đấy, tuning tiếng này, hoặc là
chúng ta điều chỉnh cái tần số của cái tiếng piano. Thì cái này chắc là chúng ta cũng không nên điều chỉnh vào nhá, cứ để mặc định thôi. Đó, để mặc định của cái cây đàn này thì nó sẽ ok nhất nhé. Thì đây là cái bảng phím tắt của cái cây đàn Yamaha IDP-141 cũng như là cây IDP-161. Thì vừa rồi thì mình đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng cơ bản của cái cây đàn Yamaha IDP-161 và 141. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay, hữu ích thì đừng quên bấm like và subscribe cho kênh YouTube của mình các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.